Bây giờ là phần thi quyết định về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 185, 130, 225 và 135 điểm. Và chúng tôi xin nhắc lại với các bạn một thông tin, đó chính là số điểm nhì cao nhất hiện tại đang nhẹ nhàng là 245 điểm. Vì thế các bạn hãy thật cố gắng lên nhé. Người đầu tiên đến với phần thi về đích này đó chính là Minh Anh. Xin mời. Em xin chọn 3 câu 20 điểm ạ. 3 câu 20 điểm, rất nhanh, rất gọn. Và bây giờ chúng tôi chỉ biết chúc bạn thật may mắn và thật thành công trong phần thi này. Ngày 20 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày gì? Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hải Đăng. Dạ, thưa anh thì đây là ngày hạnh phúc thế giới ạ. Ngày hạnh phúc thế giới. Liên Hiệp Quốc đã lựa chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày quốc tế hạnh phúc. Và đáp án của Hải Đăng được chấp nhận. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn như sau. Anh Huy hỏi anh Dũng, các con của anh năm nay bao nhiêu tuổi? Anh Dũng trả lời, tuổi tôi gấp 7 lần đứa nhỏ và gấp 4 lần đứa lớn. Hỏi anh Dũng bao nhiêu tuổi? Biết anh Dũng nhỏ hơn 30 tuổi. Câu trả lời của em là anh Dũng 28 tuổi ạ. Không cần ngồi xuống để tính luôn. Minh Anh đã tính như thế nào ạ? Em thưa anh chị là do tuổi của anh Dũng gấp 7 lần và lần lượt gấp 7 lần và 4 lần hai người con, thế nên là tuổi của anh sẽ phải vừa chết cho 4 và vừa chết cho 7, do tuổi nó sẽ là số nguyên dương. Và tuổi của anh nhỏ hơn 30 tuổi thì số duy nhất nhỏ hơn 30 tuổi chết cho cả 4 và 7 là 28 ạ. Đúng sở trường của mình rồi. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì Minh Anh sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của mình trong phần thi về đích và chúc bạn thành công với câu hỏi này. Đó là một câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một thí nghiệm hóa học như sau. Tôi có muối ăn. Tôi có một cốc nước ấm. Sau đây tôi sẽ tiến hành thí nghiệm hóa học như sau. Cho muối ăn vào cốc nước ấm. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều, sau đó lấy tấm kính đậy lên miệng cốc. Sau một thời gian, ta thấy trên tấm kính xuất hiện các giọt nước. Theo các bạn, các giọt nước xuất hiện trên tấm kính có vị mặn giống như nước ở trong cốc hay không và vì sao? Chúc các bạn thành công. Câu trả lời của em là các giọt nước ở trên tấm kính sẽ có vị mặn giống như ở trong cốc, tại vì là muối ăn nó đã bị hòa tan và sau đó bay hơi. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Khôi Nguyên. Theo em thì lượng nước đọng lại trên kính sẽ không làm ta thấy có vị mặn, bởi vì ở nhiệt độ đó thì nước sẽ bay hơi lên và đặt ngưng tụ lại. Còn muối thì hoặc là không có, hoặc là có một lượng rất nhỏ muối ăn cũng sẽ đọng trên đó. Nhưng mà dù sao thì lượng muối nếu dù có hay không mà đọng trên cái kính đó sẽ không đủ để làm ta thấy có vị mặn. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi đó chính là các giọt nước ngưng tụ trên nắp cốc không có vị mặn vì muối ăn là hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao. Lượng nhiệt của cốc nước ấm không đủ để làm muối ăn bay hơi, nên chỉ có nước ngưng tụ trên miệng cốc mà không có muối ăn. Và câu trả lời của Khôi Nguyên được các thầy trong ban cố vấn cho điểm. Chúc mừng Khôi Nguyên. Minh Anh cũng đã thể hiện rất tốt sở trường của mình rồi. Bạn có thể về vị trí nhé. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nữa. Chúng ta đang nhìn thấy có hai thí sinh đang đồng dẫn đầu với số điểm 205. Đó chính là Khôi Nguyên và Minh Anh. Minh Anh thì cũng đã vừa hoàn thành phần thi về đích của mình rồi. Bây giờ tới lượt Khôi Nguyên. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ em rất sẵn sàng ạ. Xin mời. Khôi Nguyên của chúng ta có vẻ rất cẩn thận. Bạn đeo cả găng tay lên đây.
Dạ, đây là găng tay của một người rất thân với em đã trao gửi niềm tin cho em trong trận đấu ngày hôm nay. Nó cũng phần quà rất là ý nghĩa ha, là cái găng tay. Tôi thấy cái găng tay cỡ có vẻ hơi nhỏ đấy, chắc là tay nữ ha. Màu này cũng tươi tươi ha. Dạ. Dạ đúng rồi đúng không? Bảo sao nãy giờ đi thi là cứ nam đúng không? Rồi, chúc Khôi Nguyên thật là bình tĩnh nhé. Và sẽ làm được thật tốt ở trong phần thi về đích này. Em sẽ chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Khôi Nguyên. Chúc bạn thành công. Dạ em không trả sao ạ. Trong thiên văn học, người ta quy ước đơn vị thiên văn là khoảng cách trung bình giữa hai thiên thể nào? Câu trả lời của em là mặt trời và trái đất. Đây là khoảng cách thường được viết thành AU, viết tắt của Astronomical Unit trong tiếng Anh. Và đó chính là câu trả lời mà bạn vừa đưa ra, mặt trời và trái đất. Xin chúc mừng Khôi Nguyên. Bây giờ thì Khôi Nguyên sẽ có một câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Dạ, em vẫn không sao. Vâng, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Đây là câu nhận xét về tầm vóc của tác gia lớn nào của văn học Nga. Thiên tài sáng tạo của ông đã khơi dậy sức phát triển phi thường cho văn học Nga thế kỷ 19 và đưa nó trở thành một trong những đỉnh cao của nghệ thuật nhân loại. Em nghĩ là Pushkin. Câu trả lời của em là Pushkin. Bạn đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Liệu còn cái tên nào khác hiện ra trong đầu lúc này không? Dạ, Lev Tolstoy, Tchaikovsky. Em nói thế thì các bạn bấm chuông sau các bạn lại nghe thấy hết. Ôi trời ơi. Anh quên mất, anh xin lỗi. Pushkin là đáp án chính xác. Ôi trời. Cái găng tay đang mang lại cho bạn rất nhiều sự tự tin đấy ạ. Có găng tay rồi thì có cần ngôi sao hy vọng nữa không nhỉ? Dạ, em chắc em chọn găng tay hy vọng. Còn ngôi sao hy vọng em sẽ để lần sau nếu như có dịp. Được rồi, đồng ý ạ. Rồi, giơ cái găng tay hy vọng lên cái xem nào. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn trong phần thi về đích đấy ạ. Dự kiến từ cuối năm 2024, ba nhà máy thủy điện nào trên sông Đà sẽ có tổng công suất 6.000 MW, đóng góp 30% sản lượng điện quốc gia? Dạ, Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu. Hòa Bình, Sơn La. Cơ hội cho các bạn thí sinh còn lại không có trong câu hỏi này. Xin chúc mừng Khôi Nguyên. Này, cái găng tay này nó xịn thật đấy. Khi nào cho chị cái? Dạ vâng ạ. Chúc mừng em có thể về vị trí và nghỉ ngơi nhá. 265 điểm đang tạm dẫn đầu là Khôi Nguyên. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Hải Đăng. Và bạn đang cảm thấy thế nào? Dạ, em cảm thấy là rất sẵn sàng để được đứng trên truyền hình ở trên đây rồi ạ. Rồi, xin mời. Rồi, Hải Đăng sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào? Dạ, em xin chọn 20, 20 và 30 ạ. 20, 20 và 30, chúng tôi đã nghe rất rõ lựa chọn của Hải Đăng rồi. Chúc bạn thành công. Và ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Chúc bạn may mắn. Nguyên tố nào có nguyên tử khối lớn là kim loại thuộc nhóm actini, có đồng vị chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt có tên Little Boy, đã sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai? Dạ là Organ Sơn ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Câu trả lời của Cẩm Đào là gì? Câu trả lời của em là CF. Ở câu hỏi này chúng tôi đang muốn nhắc đến một nguyên tố có khối lượng nguyên tử vào khoảng 238, đó chính là uranium.
Rất tiếc là không bạn thí sinh nào giành điểm sau câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo trong phần thi về đích của bạn. Bình tĩnh nhá, không được nhụt chí. Rồi, câu hỏi cho bạn như sau. Môi trường trong cơ thể người được hình thành từ 3 thành phần nào? 3 thành phần ở đây là máu, mô và... xương. Các bạn thí sinh còn lại thì sao ạ? Xin mời. Xin mời Minh Anh. Câu trả lời của em là máu, xương và cơ. Môi trường trong cơ thể người được hình thành từ máu, nước mô và bạch huyết. 3 thành phần. Bây giờ thì Hải Đăng sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong vấn đề biệt đích của mình và chúc bạn thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Have you ever traveled by the Cát Linh Hà Đông Metro line in Hanoi? Yeah, I have. It's a great experience. It has 12 stations from Cát Linh to Hà Đông, and it is very useful for me to go to work. Wow, I heard that it was 13 kilometers long, and each station has its own distinct color. Yeah, it can also travel at a top speed of 80 kilometers per hour. That's very fast. How many stations does the Cát Linh Hà Đông Metro line have? 13. Bạn đã nghe được các thầy nói những gì ạ? Em nghe các thầy nói về tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông thì có 12 trạm và nó dài 13 km và mỗi trạm hình như là có mỗi màu sắc khác nhau. Và còn một con số nữa bạn quên mất. Là cái tốc độ, nhưng mà em nghe rõ. Tốc độ tối đa của con tàu là khoảng 80 km/h. Dạ. Có 3 con số là 80, 13 và 12. Và đáp án chính xác là 12. Thầy thì muốn hỏi về có bao nhiêu ga, bao nhiêu trạm đúng không ạ? Hải Đăng đã rất là xuất sắc và Hải Đăng đã chịu ghi chép lại những cái con số đúng không? Và cuối cùng thì bạn đã đưa ra được câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Còn một thí sinh nữa thôi để tham gia phần thi về đích, đó chính là Cẩm Đào. Xin mời bạn. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 20, 30, 20. 20, 30 và 20 đó là lựa chọn của Cẩm Đào trong phần thi về đích này. Chúc bạn thành công. Cuộc khởi nghĩa lớn nào trong phong trào Cần Vương diễn ra từ năm 1883 tới 1892 là một trong những cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu nhất của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ đó. Đáp án của em là khởi nghĩa Hương Khê ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Minh Anh. Câu trả lời của em là khởi nghĩa Bãi Sậy ạ. Và đó mới là câu trả lời chính xác. Cẩm Đào hãy thật bình tĩnh và phía trước bạn sẽ là một câu hỏi tiếp theo. Bạn có lựa chọn ngôi sao Hy Vọng không? Em không ạ. Chúc bạn thành công. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã viết những câu sau để tưởng nhớ vị tướng nào? Gồm ba tỉnh dựng cờ phấn nghĩa, sĩ phu lắm kẻ xui theo. Tóm muôn dân gầy sổ mộ binh, luật lệnh mấy ai dám trái. Rạch Lá gò công mấy trận, người thấy đã kinh. Cửa Khâu trại cá khắp nơi, ai nghe chẳng hãi. Câu trả lời của em là Phan Đình Phùng. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hải Đăng. Theo em đáp án ở đây phải là Trương Định ạ. Hay Trương Công Định ạ. Chúc mừng Hải Đăng.
Chúng ta còn một câu hỏi nữa. Hy vọng rằng là Cẩm Đào thật bình tĩnh nhé. Đôi khi là khi đi thi có những câu hỏi nó không trúng vào cái sở trường của mình. Nhưng mà nếu mà đấy là kiến thức mà mình đã học được rồi thì chắc chắn là Cẩm Đào sẽ làm rất tốt. Bình tĩnh vào em nhé. Câu hỏi cuối cùng dành cho Cẩm Đào như sau. Có những cách nào để làm nhiễm điện một vật dẫn? Em thưa chị là cọ sát vào đó. Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Minh Anh có câu trả lời nào ạ? Câu trả lời của em là nhiễm điện do tiếp xúc, nhiễm điện do cọ sát và nhiễm điện do hưởng ứng ạ. Một câu trả lời khá đầy đủ và chính xác. Và Cẩm Đào cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi, bạn có thể về vị trí nhé. Cảm ơn bạn. Chúng ta đã trải qua 4 phần thi và sau đây sẽ là số điểm của các bạn thí sinh. Đầu tiên hãy cùng tổng kết số điểm của chàng trai đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, Nguyễn Trần Khôi Nguyên, 265 điểm. Cũng là người nắm giữ số điểm cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Bạn Lê Võ Hải Đăng đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Hải, Quảng Trị giành được số điểm 190. Nghiêm Minh Anh, cô gái có nụ cười tỏa nắng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai với 235 điểm. Và bạn Bùi Cẩm Đào đến từ trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình giành được số điểm 55.